Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới, và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Sau khi chia tay với Hà Hồ, Cường Đô La từng được biết đến là doanh nhân gắn liền với nhiều hot girl chân dài trong showbiz Việt. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà với Đàm Thu Trang, ngoài hứng thú chơi xe, Cường Đô La trở thành ông chồng luôn coi vợ là nhất. Nhiều người hâm mộ thắc mắc rằng không biết Đàm Thu Trang có bí quyết gì khiến doanh nhân phố núi phải tâm phục khẩu phục đến như vậy. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Nếu những ai luôn theo dõi cặp vợ chồng này, có thể thấy rằng chân dài Lạng Sơn đúng chuẩn là người phụ nữ của gia đình, yêu chồng, thương con hết mực. Đồng thời Đàm Thu Trang còn là người bạn đồng hành, luôn ủng hộ hết mình sở thích siêu xe của ông xã. Thậm chí cách đây không lâu, Cường Đô La đã đăng đàn khoe món quà giá trị cực khủng của bà xã dành tặng cho anh. Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang về món quà thật sự bất ngờ và to bự. Vợ cả thì em cưới, còn lại vợ hai và vợ ba đều do vợ cả em cưới về đấy ạ. Nam doanh nhân viết, có thể thấy rằng chồng cũ Hà Hồ rất vui sướng khi có cô vợ cực tâm lý và chịu chi như Đàm Thu Trang. Luôn ủng hộ hết mình với sở thích đắt tiền của ông xã, Đàm Thu Trang được cộng đồng mạng khen ngợi là người vợ cực tâm lý. Hơn thế nữa, nhờ sự khéo léo của mình, không chỉ ủng hộ chồng hết lòng, Đàm Thu Trang còn có tài nấu ăn cực ngon. Người ta thường có câu, con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày. Việc hàng ngày chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng cũng là cách giúp cho chân dài Lạng Sơn giữ được chân Cường Đô La. Ngoài ra, việc Đàm Thu Trang luôn yêu thương chăm sóc Sobel như con ruột cũng là cách giúp cho mối quan hệ vợ chồng được ôn hòa. Trong sự khéo léo đầy tinh tế của Đàm Thu Trang, doanh nhân phố núi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, một lòng yêu vợ mà không mơ tưởng đến những bóng hồng khác. Cường Đô La từng tâm sự, chỉ thế này nên anh chỉ lo tập trung công việc thôi, không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần một dòng bình luận ngắn cũng đủ thấy được rằng Đàm Thu Trang đã tìm ra đúng cách để trị chồng một cách nhẹ nhàng hiệu quả. Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy rằng sau khi lấy Đàm Thu Trang, doanh nhân phố núi ngày càng nhuận sắc và phong độ hơn xưa. Gần đây cũng nhiều nguồn tin cho rằng mỹ nhân Lạng Sơn đang mang bầu con đầu lòng với Cường Đô La. Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng người hâm mộ cũng rất mong ngóng tin vui từ cặp vợ chồng này. Mối quan hệ giữa Cường Đô La và Đàm Thu Trang dần cởi mở sau tin đồn hẹn hò từ năm 2017. Đàm Thu Trang dành nhiều tình cảm cho con riêng của Cường Đô La là bé Subel. Nhiều lần những hình ảnh của đi chơi trung thu hay đi trung tâm mua sắm cùng Subel được chia sẻ trên mạng. Nói về việc về ở chung nhà, Đàm Thu Trang cho hay cô đưa ra quan điểm ngay từ đầu với Cường Đô La là việc dạy bảo con. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn, thương Subel là cách tôi thể hiện tình yêu với anh Cường. Đàm Thu Trang cũng cho biết bé Subel tự nguyện gọi cô là mẹ, nhưng cô không bao giờ can thiệp vào chuyện nuôi dạy con của Cường Đô La và vợ cũ. Cô chia sẻ rằng tôi với Hà chỉ nói chuyện với nhau về lịch của Subel hay đơn giản là hôm nay ai đón con vậy thôi. Quan điểm dạy con là của anh Cường và Hà, còn tôi chỉ góp ý cho chồng chứ không thể can thiệp. Tôi đã nói rõ với anh Cường điều này ngay từ hồi mới quen. Bởi dù gì tôi vẫn ở vị trí rất khó xử. Dù mình có tốt đến đâu đi nữa, thì Subel cũng chỉ có một người mẹ ruột là Hà mà thôi. Nhiều cái mình muốn tốt cho con, nhưng nói ra lại nhạy cảm. Ranh giới giữa quan tâm và chiếm quyền mong manh lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là Tin Tức Mới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.